Trong quá trình điều phối giao thông tại khu vực vòng xoay Bùng Binh 3 tháng 2 Hải Thượng, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Đà Lạt đã phát hiện xe ô tô khách giường nằm biển kiểm soát 49B01190 của nhà xe Thiện Hiền Đà Lạt đã vi phạm các quy định về vận chuyển hành khách vào nội ô thành phố. Khi phát hiện vi phạm, cán bộ chiến sĩ đã ra hiệu lệnh dừng xe, kiểm tra giấy tờ và số lượng hành khách trên xe và đề nghị tài xế xe thông báo cho chủ xe có hình thức chuyển khách qua phương tiện khác và lập biên bản xử lý vi phạm. Tuy nhiên, tài xế và phụ xe không chấp hành và có biểu hiện chống đối với lý do là hầu hết mọi người có mặt trên xe là người nhà và nhà xe không vi phạm các quy định chở khách vào nội ô thành phố. Trước vi phạm này, đội cảnh sát giao thông đã yêu cầu đưa xe về trụ sở công an thành phố Đà Lạt để xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. Trong những ngày tới, đơn vị này tiếp tục tăng cường kiểm tra các bến bãi của các nhà xe và quyết liệt xử lý hành vi vận tải hành khách vào nội ô thành phố. Sau khi sự việc xảy ra, gia đình Hưng và Phúc đã bồi thường cho gia đình bị hại 100 triệu đồng. Gia đình Minh và Quân, mỗi gia đình bồi thường 5 triệu đồng. Xét thấy trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo khắc phục thiệt hại.